Hi, chào mọi người, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Channel. Như chúng ta đã biết rằng, trong thời kỳ mang thai thì làn da mẹ rất là nhạy cảm, đặc biệt là với ánh nắng mặt trời. Vậy, bà bầu chúng ta có nên bôi kem chống nắng hay không? Việc sử dụng kem chống nắng cho bà bầu đây là một việc làm cần thiết và rất quan trọng. Kem chống nắng thì không chỉ giúp bảo vệ làn da mẹ khỏi những nguy cơ lão hóa sớm, ung thư da mà còn giúp rất tốt trong việc cải thiện tình trạng da của mẹ trong thai kỳ. Tuy nhiên, kem chống nắng sẽ làm rất là tốt cho mẹ nếu chúng ta sử dụng một cách đúng đắn, đúng cách nhất. Phụ nữ mang thai thì cần phải thận trọng khi sử dụng. Chúng ta nên đọc kỹ các thành phần khuyến cáo trong từng loại kem chống nắng cụ thể. Vấn đề chọn lựa như sau. Chúng ta nên chọn những kem chống nắng vật lý, bởi vì những sản phẩm này phản xạ lại tia cực tím, tia UV nhờ các thành phần titan dioxit hoặc là kẽm dioxit phủ lên bề mặt da chúng ta chứ không thẩm thấu sâu vào trong da. Và kem chống nắng vật lý hoàn toàn an toàn cho các mẹ bầu và thai nhi, không gây nguy hại khi bôi lên da và không gây kích ứng hay là khó chịu. Còn với kem chống nắng hóa học thì nó có sử dụng thành phần là oxy benzen, thì chất này tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho mẹ bầu và thai nhi. Vậy chúng ta không nên sử dụng kem chống nắng hóa học, mà những kem chống nắng khác mà có chất oxy benzen thì chúng ta cũng không nên dùng. Bên cạnh đó thì mẹ bầu cần chú trọng tìm kiếm những loại kem chống nắng có tác dụng đồng thời chống cả tia UVA và UVB, hoặc trên nhãn có ghi chú thích có dòng chữ Broad Spectrum hoặc là Multi Spectrum, có nghĩa là bảo vệ da trên diện rộng. Đồng thời chỉ số chống nắng SPF thì chúng ta nên chọn ở mức vừa phải là 30 đến 50 thôi. Một miệng nhỏ cho chị em là chúng ta không nên chọn những kem chống nắng chứa những thành phần chống côn trùng như muỗi, mà chúng ta hãy sử dụng riêng biệt từng loại để sản phẩm của chúng có thể phát huy được tối đa các công dụng mà nó mang lại. Các mẹ hãy tìm kiếm những sản phẩm có dán mã, dán nhãn an toàn cho em bé. Đây cũng là một mẹo cho các mẹ. Kẽm titan, đây là hai trong số thành phần phổ biến trong kem chống nắng rất tốt cho mẹ và bé. Kem chống nắng cho trẻ nhỏ, các mẹ có thể sử dụng, chắc hẳn nó sẽ rất là an toàn cho cả với mẹ bầu. Chúng ta thì có thể nên sử dụng các kem chống nắng dạng thoa, tránh dùng các dạng xịt, phun để đảm bảo cho mẹ trong việc tránh hít phải những chất không có lợi. Về việc sử dụng kem chống nắng, chúng ta cần chú ý, cần kiểm tra phản ứng của cơ thể chúng ta trước khi sử dụng bôi lên toàn người để tránh việc bị dị ứng. Các mẹ có thể thoa một lượng nhỏ lên cổ tay hoặc là quai hàm trước. Nếu mà cảm thấy khó chịu, mẩn ngứa, đỏ thì là chúng ta không nên dùng. Vậy phải tìm loại khác. Và sử dụng kem chống nắng cần sử dụng một lượng vừa đủ kem, không ít quá cũng không dày quá. Chúng ta thoa trước khi ra ngoài khoảng 20 đến 30 phút trước đó để kem có thời gian thẩm thấu và phát huy tối đa công dụng của nó. Nếu các mẹ hoạt động nhiều ngoài trời hay là hay ra mồ hôi thì chúng ta cứ 2 đến 3 tiếng phải bôi lại kem chống nắng một lần để bảo vệ da cho mẹ một cách tốt nhất. Và hãy sử dụng kem chống nắng ngay cả khi các mẹ ra ngoài trời, khi trời vẫn râm mát hay là nắng ít. Việc dùng kem chống nắng cho các mẹ bầu là rất tốt và cần thiết, nhưng chúng ta cũng không nên lạm dụng quá, tránh nắng một cách thái quá. Việc tắm nắng buổi sáng sớm cho mẹ sẽ tốt, giúp cơ thể hấp thu vitamin D tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Mình hy vọng các mẹ sẽ thích video này của mình. Nếu các mẹ thấy hữu ích, hãy đăng ký Làm Mẹ Channel của mình để cập nhật những chia sẻ mới nhất và nhanh nhất. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn.